ngày 6 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Minh Hoàng, Phan Thanh Hải, Lương Thành Quốc Huy, 20 tuổi, cùng ngụ huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy vi tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Hoàng, Hải và Huy là sinh viên tại các trường đại học ở Đà Nẵng. Đầu năm 2018 đến nay, ba thanh niên này lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội để đăng thông tin bán xe máy giá rẻ. Nhóm này đi mượn, mua chứng minh nhân dân và thẻ ATM của những người khác để tạo tài khoản rút tiền. Khi người có nhu cầu mua, các bị can hướng dẫn họ chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ qua tài khoản ngân hàng. Sau khi rút tiền, cả ba không có xe để giao cho khách và chiếm đoạt luôn số tiền này. Theo cơ quan điều tra, tính đến thời điểm bị bắt, cả nhóm lừa hơn 300 người ở nhiều tỉnh trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng. Hiện, Công an thành phố Đà Nẵng đã xác định được một số bị hại, đồng thời thông báo các nạn nhân đến phòng cảnh sát kinh tế ở số 47 đường Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, để trình báo.